Sông Thanh ơi ơi, sông Thanh non nước còn in trần trần tung tung hoành hoành. Lâm niên anh hùng đào trang sĩ người nghề thi nữ đề dầu anh nhìn người ai đã đi về qua bình yên sông Thanh, cần nhớ những người tráng sĩ tài danh tiền vương. Cho dù vật đầu người sáng áo sông Thanh còn đó ở người họ Nguyễn con gọi còn ghi tiếng loa đồng đồng hỏi nước sông Thanh nào tiếng tráng sĩ anh hùng là ai? Sông Thanh nghe đáp tiếng trả lời là con đi ngủ sáng người trong phủ linh sang người phúc tinh nhiên mong mong châu phủ nó ta đồng uyên phúc đánh thành quan anh nguyên thủy đôi đôi tiên quan tuần chắc sáng nước lên sầm 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 sắc vương phong đại kiếm chi tam giới hay chóc ta sát quỷ chư địch toàn tuần tuần nghe và phép muôn đính quyền đồng đồng tai quả chư sinh linh thức nhà chư người ngự đồng đồng anh ngự đồng đồng anh bình bình huyền mong mong quý phí sinh nhân đừng 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 bởi trần phong vân vân nghe thương đồng đồng ban dẫu cứ nhân nhân vì chữ ta một con nguyệt tích tích dương đông đông đức đức cứ xin đồng đồng ban phúc xa xin ông nghi đồng tượng hải hà độ cho phong con nước nhà nhà hạ được hưng long ngài con nghi
duyên giữ lòng trong sáng. Sám hối ông chẳng dám đơn sai, mong ông anh hạ bút hoa thai cho dân Nam Việt biết tai vì thương. Họ Nguyễn Văn Nguyên đèn hương dâng tiên, quý xin ông nghe thương đến đồng đồng xa, xin ông ban phúc đẳng đẳng hà xa, độ cho họ phan họ biết ai cũng bật hóa ra hồng. Bốn con Nguyên niềm bốn con Nguyên một lòng lòng chí sinh lễ nghi chẳng chẳng tinh tinh với ai, xin ông nghe ra phúc trừ tai cho họ người con được tượng chữ đồng đồng tài công danh. Họ Nguyễn Văn Nguyên chung chung thành hành phù nghi trước hội đồng văn văn vũ quách quanh quang hoan căng căng cao lên tổ sứ tô nhà khi làm tôi thách chẳng chẳng tham giàu nghèo. Sáu con Nguyên, sáu con Nguyên theo tin giáo, ông khai công học học đạo muôn linh, khai cho đường trí thông minh, khai cho sáu nhân dục tinh tinh đường. Bảy con Nguyên mẹ đương dâng tâm tiên, cúi xin ông thương đến đồng đồng xa, ai mà nghe nhiều lỗi chưa tha, độ cho họ phan họ quyết vinh quang đời đời. Họ Nguyễn Văn Nguyên theo thầy mạng thế, ông lai ông cứu khổ độ thế, xin ông ấy bước thoại tình tập tăng cho họ quyết được mọi bề thành cao. Nguyên Nguyên được thông đường cổ kiêu, bán ông vì khai chữ dân nghiêm, cho bà cô ông mạnh mẽ hộ xa tiền, thoát đường dần dần tục tục được từ đây nghìn trang dài. Người con Nguyên Nguyên tiền tài không tiếc, nên tiếc này có giá trị đâu. Họ Nguyễn con này thì mỗi giật giật đầu, bạn chiều xê bóng được theo thầu bốn hoa. Khi cầm cầm Nguyên, khi cầm cầm Nguyên này còn đắt xa số, vì điện điện đấy quan đổi số cho ai. Nhân nhân sinh đọc đọc phép toàn toàn tài, quan tuân tuân địch sử đáng đáng sai anh. Đêm đêm ngày coi giữ việc thủy cung, đội tây kiểu dùng dùng đó cứu đồ đồ dịch nhất. Đang bác là cầu nhân đắc đắc nhân, cầu phúc đắc đắc phúc cho bà tân yêu thơ thương. Quan tâm này trở ra đi, cứ thứ mạch hổ lên thơ thương thành ra. Vui vẻ đến dần dần vô mai, cho đến đêm đi vui vẻ đến dần thành ra.
tìm thánh thượng làm tiên sắc sắc cho đôi tôi sẽ thiệt là công thần một hoang sáng đàn dân dân đây. Dưới khe cá nặng chim bay lình cành cành nguyên nặng nặng sao ta thôi bạn đi vượt đi quan trèo đứng gần gặp người người nghỉ đôi thì thấp thấp lúc cao đi núi đỏ chỉnh nhau vào ngàn xanh trên đàn mi đôi tú anh linh